Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn giới thiệu đến các bạn mẫu xoay giá iPad mẫu mới bên mình. Đây, trước mặt các bạn thì thật ra thiết kế lần này nó vẫn kiểu dạng như cũ thôi. Nhưng nó chỉ có một chút thay đổi. Đầu tiên đó là duy nhất một chút thay đổi đó là hàng phím cảm ứng nó sẽ thay hết bằng phím bấm cơ học. Đấy, nên chúng ta có thể bấm này, bấm phát là lên luôn. Đấy. Thay vì đợt trước, thay vì các mã ngày xưa thì là dùng bằng phím cảm ứng. Và các bạn sẽ chạm vuốt, nhiều bạn có phản ánh với bên mình là do vuốt hay là tắt bật trên này nhiều lúc không nhận. Nên là bây giờ là bên nhà sản xuất đã thay hết bằng một loạt là sản xuất bằng dạng phím bấm cho chúng ta bấm cho nó chuẩn này. Đấy, nên là máy chỉ bấm phát là nhận luôn. Và các chế độ soi vẫn như bình thường. Chúng ta vẫn sẽ có 3 chế độ soi da. Đầu tiên là soi cơ bản. Tiếp đến là soi sâu hơn và cũng là soi bằng tia UV. Đấy. Nên là các bạn cứ yên tâm về chất lượng cũng như là tính năng soi da của máy đều rất là nét, vì dòng soi da iPad này nó khẳng định luôn là soi rất là nét. Nếu bạn nào muốn xem thực tế hay là muốn test thực tế thì có thể qua trực tiếp bên mình tại số 29 ngõ 24 Phan Văn Trường, Cầu Giấy, Hà Nội, hoặc liên hệ với mình qua số hotline là 0855530889, Facebook, Zalo. Mình sẽ để số điện thoại trên phần mô tả. Cảm ơn các bạn.